Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình lại tiếp tục solo squad nha. Ở clip trước thì không biết tại sao mình bị chửi sấp mặt lờ, tại vì cái câu nói mình thích nhảy vào khu ít người. Vâng, tại sao lại như thế? Tại vì mình sợ chết mà. Vâng, mình nhát gan lắm, bắn thì cũng tầm tạm, nhưng vào khu đông người nó giết mình mất. Đành phải vào khu ít người thôi, các bạn thông cảm nha. Ok. Ở cái khu này thì cực kỳ ít người, và súng ống thì luôn luôn đầy đủ, sẵn sàng đủ cho một squad hoặc gần đủ. Ok, có súng rồi. Còn bây giờ chỉ cần người rơi xuống. Đây rồi. Ui trời ơi. Vâng, quên, không nên sấy vào mũ 3. Ui sấy lỗi rồi. Ok, không sao, mình sẽ đấm chết thằng này để lấy cái mũ 3. Nhìn cái gì? Còn thằng bạn nữa. Ok, lại bút thêm súng như này thì sợ bố con thằng nào cơ chứ. Đẩy lên đây à? Căng vậy. Hello, trời ơi. Xoay người rất nhanh, nhưng rất tiếc là bạn chậm hơn mình rồi. Hình như ở cuối đường này này. À may quá, lại tiếp cho quả nết thế này. Định mệnh. Hay đấy. Ủa, chắc là quả nết chỉ đủ để làm yếu thôi, không giết được nó. Vâng, lại được bút thêm nết cực kỳ nhiều. Giáp hư thì lại có giáp mới. Trời ơi, thế này nó giàu cực luôn ấy. À lò dò đấy, có sai đâu. Ok, clear. Ui, trời ơi, hình như nó tính rút bom ném đi phải. Ủa, thì bắn chết xong quả bom cũng không rớt ra luôn. Mình cứ tưởng rớt ra thôi. Tại sao nhỉ? Nếu TPC đã rút chốt rồi thì nó vẫn nổ như thường. Ok, bây giờ công việc tiếp theo là lốt đồ thôi. Đơn giản, một team thôi à? Nó quá ít người anh em ạ. Bây giờ không còn đông người như hồi xưa đâu. Hồi xưa thì nhảy vào rất là đông, nhưng bây giờ thì ít hơn rồi. Tại vì nhảy vào đây dễ chết nhanh, nên anh em không thích vào đây. Rất là đáng tiếc. Bây giờ còn khu vực Pekado là đông thôi. Những cái đường bay này thì không vào Pekado được. M249 à, cũng được. Mình sẽ vứt AK đi. Mình cũng rất thích bắn AK, nhưng cơ bản thì đạn AK khá là ít. Với lại đang đi nhặt thính mà. Vâng, vứt cái thính nó phí lắm. Ok. Ôi, lại M249 này. Mày có thể cho tao thứ khác được không? Mất công đi nhặt thính quá à.
dưới này có bắn nhau. Bot chạy sau lưng kìa. Đủ. Hay nha. Trời ơi. Biết mình ở trên này mà bắn trước luôn. Căng đấy. Thích thì cứ đẩy lên đây đi. Mình sẵn sàng chiều. Đâu rồi? Rõ ràng mình thấy nó chạy lên mà. Vô lý. Chả nhẽ lại chạy ngược xuống. Hình như này cũng rảnh háng ghê á. Ngồi ở đây khá bị động cho mình phải chạy ra sau này thôi. Bắn mà bị nó phát hiện rồi thì không nên ngồi một chỗ khá lâu. Tại vì nó sẽ đi móc. Đấy là điều dĩ nhiên mà. Nó đông người hơn. Là thằng nào cũng biết bắn hết rồi. Ơ kìa. Trời. Ok. Cái tay của mình nó hay ra mồ hôi nha em ạ. Nên cứ gì gì gần cái nút bắn gáy là nó tự bắn ngay. Sợ thật. Rồi cho bạn cứu rồi. Chạy lên đây móc mình luôn. Căng nha. Hay lắm. Bạn nó phải lên cứu thôi. Ơi, chạy kiểu gì vậy? Cái định mệnh. Chạy thế thì bố tao cũng không bắn được chứ đừng nói tao. Thôi, quả này phải sấy cận chiến. Gì đấy? Nó lên, nó cất súng và nó nhìn. Xong rồi nó chạy đi. What the hell? Kìa, lại cất súng và nhìn. Thằng này nó không thèm cầm súng luôn đấy chứ. Mày đến đây. Gì vậy? Vào cứu được kìa. Ok. Giết thằng nóc rồi. Nhìn cái gì mà nhìn. Cần ý. Sorry các bạn nha. Tại các bạn quá đen thôi. Và tại thằng kia quá hứng chó thôi. Thằng kia đã giúp mình clear team bạn rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Nếu mà các bạn nằm dưới đống nhà đấy thì khá là khó công. Bây giờ lút đồ thôi. À cũng đủ đồ rồi, không cần lút nữa. Thế mình phải di chuyển tiếp để đi kiếm người. Ở nơi có người thì chắc chắn nơi đó phải có thính cơ. Liên hoan xác thịt. Từ từ cho mình tham gia với các bạn ơi. Chậm chậm thôi.
Này thì lút đồ này. Trời ơi, cái thằng này nó kéo gì mà kinh vậy. Và cái đầu nó cứ nhấp nhô, không thể kê vào đầu được. Sợ thật đấy. Bét lút, lút quá nhanh, quá nguy hiểm. Trời ơi, lút cả xác đồng đội luôn. Thằng này lút trâu bò vậy. Bắn thì không bắn mà cứ thích lút đồ. Tím khác này. Knock out. Thằng đích nào nó cứ dã mình từ phía sau vậy. Từ từ để mình cân team này đã bạn ơi. Đừng có bắn mình nha. Ui định mệnh, từ từ thôi. Để mình giết xong cái team này xem nào. Có cả ốp thì phải. Ok. Knock 2. Máu vào cái đã. Sao lại cai hết hàng của tao? Trời ơi, con lợn này. Định mệnh bị cai hết một kill rồi. Ui trời ơi. Này thì cán tao này. Tí nữa thì bị cán chết rồi. Có đứa nhìn mình thì phải. Nhìn tao này. Có ai muốn nhìn thì cứ chạy ra đây mà nhìn nha. Cái nhan sắc của mình thì phải gọi đẹp nhất cái map này rồi. Vâng, nhưng cơ bản thì không thể nhìn free được. Các bạn phải trả giá bằng một viên ca vào đầu. Thế thôi. Mình chạy đường này chắc là không có ai. À, mình xem cái team nó còn bao nhiêu thằng. Mới knock thôi. Kiểu gì nó cũng sẽ cứu. Và rất tiếc là mình quên lút máu. Mình cứ tưởng là trong đồ của mình còn nhiều máu cơ. Một thằng chết luôn. Đâu ra một thằng lạc trôi này. Trời ơi. China Wen là sao? Đặt tên thì kỳ vậy. Thôi tranh thủ ra lút máu và té thôi. Mình đang ở ngoài bo. Và rất xa bo. Ui thằng này giàu phết đấy. Giàu hơn cả giàu. Thằng nào giàu hơn thằng này thì cứ bơi hết vào đây. Để mình lút nốt. Có xe này, trời ơi, thơm thế. Tự dưng mộc đầu ra chiếc xe nằm giữa đường cái này. Vô lý vãi.
rồi, bắn nhau căng đấy. Mình sẽ lấy cái gốc để kê lại bọn này. Ok. Ui dồi ôi, bô hai cái đầu ra này. Một bé này. Ui định mệnh, thằng nào bắn ốp mình vậy? Từ từ nha. Hai bé, trời ơi. Còn nhít cái con người ra nữa. Đáng thương ghê, ấy chết nhầm, đáng yêu ghê. Còn thằng nào cầm ốp trong khu nhà nữa? Vâng, vẫy mình mà không trúng cái gì luôn. Ít ra thì trúng chảo cho nó đỡ bị chửi chứ. Không bắn ốp như thế thì người ta chửi cho vào mặt. Ốp sai lần hay là M24 sai lần gì đấy? Mình nghe tiếng khá là giống ốp. Rồi, ném bom như này chắc là chỉ cái tác dụng gây cho người ta sự sợ hãi thôi. Nó không có tác dụng để giết người. Ơ à, cứu này. Trời ơi, clear team. Phải nồi. Bo vào cái nhà kia. À có thằng trên nhà này. Nắm luôn. Vãi trưởng. Mình phải ốp vào nhà đấy. Nhưng cơ bản là nên chạy đường nào nên mới khó này. Nó không chịu đứng dậy. Cái thằng này. Chơi gì kỳ vậy? Chạy đường nào ta? Chuẩn bị phải chạy bo rồi. Chạy vào ông đấy hơi bị khoai này. À, ngoài này có cái viền. Mà trong bo được, được đấy. Mình nghĩ bây giờ sẽ là tình huống 1 vs 3. Chắc là một team rồi. Bây giờ mà 1 cân 3 thì hơi khó đây. Cái bo như này nó bo vào trong nhà. Chắc chắn ba thằng đều nằm trong nhà hết rồi. Bo ra ngoài nhà. Hay lắm. Và cái chỗ mình cũng xa bo luôn. Tuyệt vời. Bo này khó chơi này. À, chạy qua đây là gần bo này. Nhít qua một tí là trong bo. Thế là không lo rồi. À, bắt đầu đi xuống rồi. Rồi, yếu này. Ui trời ơi, xoay lưng về mặt mình luôn. Căng nha. Mà thằng này sao chết luôn ta. Thế là khác team rồi. Trong nhà vẫn còn này. Nó phải chạy ra thôi. Nhà ngoài bo mà. Đầu kia còn một thằng nữa.
Bò ở bên thằng kia. Ok. Còn một thằng bên kia nữa là xong. Bây giờ bò qua bên nó. Biết phải di chuyển như nào bây giờ. Bây giờ mà chạy lên thì kiểu gì mình cũng không có gì để backup. Khó nha. Còn lại có thêm mấy cái lùm cây nữa chứ. Thế càng khó di chuyển em ạ. Tại vì nó ra nó nấp sẵn ở mấy lùm cây thì chịu. Thôi, đành liều vậy. Nếu mà top 2 thì cũng chịu rồi. Bò như này mà. Nó còn núp cây nữa thì bố thằng nào bắn được. Tầm này chạy lên là lộ ngay. Ok. May quá. Trời ơi. Tí nữa thì mất top rồi. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé.